có một cô lớn tuổi nhờ con gửi sư đến sư câu hỏi sao cô có người con trai đã xuất gia từ nhỏ khi ấy dù cô vì thương con mà không đồng ý nhưng người đó vẫn kiên quyết xin đi nên cô đã đồng ý cho người đó sau một thời gian xuất gia vì ấy hoàn tục về lập gia đình lấy vợ sinh con tính đến nay đã được khoảng 18 năm nhưng hiện tại thì bên gia đình và không chấp nhận người này và chê nghèo nên cũng không cho nhận con nên người này hiện ở chung với cô và luôn trách móc oán hận cô nhiều điều cô đã rất buồn và khóc rất nhiều do cô lớn tuổi và diễn đạt không được luôn đó cho lắm nên con nhờ rồi cô nên làm gì và sống tiếp như thế nào À, quý vị làm suy nhớ có những cô gái đó có những cô con gái đó. khi mà có còn nhỏ đó thì ôm cha ôm mẹ nói là thôi mốt con không lấy chồng đâu con ở vậy cha với mẹ mà tới hồi lớn á tới hồi lớn đó, thì lại nói là cha mẹ không có quyền cấm cản tình yêu của con và sẵn sàng bỏ theo người yêu bỏ cha bỏ mẹ theo người yêu để mà đi nhưng mà những cô gái đó họ thì họ cũng không nghĩ một chuyện đó là họ cũng không có cái quyền gì họ cũng không có tư cách gì để mà họ phải bỏ cha bỏ mẹ của mình cha mẹ sinh ra họ nuôi họ lớn, ừ. thành ra là họ không có tư cách để bỏ cha mẹ mình đi. Đấy. À, còn cái chuyện mà xuất gia, cái chuyện xuất gia, xin thưa nha, cái quyết định xuất gia là của ai? Mình quyết định xuất gia thì đó là quyết định của mình mình lấy cái tư cách gì mà mình chê trách uh, cha mẹ của mình rồi để rồi sau đó thành hay bại rồi mình quay trở lại mình trách móc không lẽ trách móc cái gì trách móc làm sao hồi xưa cha mẹ không có ngăn cấm ác liệt hơn để cho tôi đừng có đi xuất gia nó lạ một chuyện là mình thích đổ thừa chứ còn ít người đó chịu um, cái trách nhiệm về mình ừ. hơn nữa đó khi mà mình đã chọn đời sống xuất gia thì mình phải đối diện một sự thật đó là một vị tu sĩ thì khi đã chọn đời sống xuất gia đó vì đó sẽ không được đào tạo bất kỳ một nghề nghiệp gì ngoài đời cho nên một vị tu sĩ thì cái nghề duy nhất của vị đó chỉ là tu thôi anh chỉ lo anh tu anh giải thoát thôi chứ anh đâu có nghề nghiệp mà ngoài đời kiếm sống như thiên hạ cho nên khi anh hoàn tục khi anh hoàn tục tương tự như vậy à, nếu anh tu từ nhỏ thì anh cũng sẽ không có một cái nghề gì để anh có thể anh thích ứng với cái đời sống hưởng thụ và phải lao động ở ngoài đời anh không có anh không có một cái kỹ năng phù hợp kỹ năng phù hợp của anh là thực hành giới định và tuệ đưa đến sự giải thoát còn khi anh đã từ bỏ cái chuyện đó rồi đó thì anh không có cái kỹ năng phù hợp đến ra đời đâu anh không có kỹ năng đó đâu còn với những vị mà nửa đời xuất gia tức là trước khi xuất gia trước khi xuất gia Vị đó à, đã à, có cái nghề sẵn rồi thì sau khi xuất gia thời gian nó thay đổi cái gì nó cũng phải cập nhật rồi cho đến khi vị đó hoàn tục á, thì thời thế nó thay đổi được cái nghề hồi xưa vị đó xài á, chưa chắc bây giờ họ vị đó còn sử dụng được chưa chắc bây giờ người ta có cần tại vì cái kỹ thuật của mình á, nó thuộc cái dạng là cổ lô sĩ rồi, tu dạng cổ lô sĩ rồi. hơn nữa đó, à, cái sự huấn luyện trong đời sống tu hành á, huấn luyện cái gì? huấn luyện sự nhẫn nại, huấn luyện sự không tranh chấp, không tranh giành huấn luyện sự thật huấn luyện sự giữ giới những cái chuyện đó nó đi nghịch với đời thành ra không lạ gì một vị sư khi hoàn tục ấy, vì đó không hoặc là rất là khó để thích ứng với cái đời sống cư sĩ ừ. và lại thêm một chuyện nữa cái này coi như là cái sự cảnh báo sư tức là khi tu uh, nó có ba hạng tu sĩ hạng thứ nhất là tu sĩ um, như là ông chủ hoặc như là người thừa kế tức là gì chỉ cho những vị chứng đắc thánh đạo thánh quả nó không dính dáng tới mình đâu uhm. rồi các ngài uh, thỉnh các ngài để một bên trạng thứ hai là hạng tu sĩ như người làm công. Tức là mình làm tới đâu thì mình hưởng tới đó. Ở đây chỉ cho những vị tu sĩ đó, có giới, có định, có tuệ, có sự nỗ lực tu hành đưa đến đạo giải thoát. Nha. Thì vị đó hưởng tứ sự cúng dường, nó phục vụ cho đời sống tu hành của vị đó, thành ra vị đó như là cái người làm công và những vị như vậy rất là đáng quý bởi vì các vị đó còn còn phàm, rất là đáng quý cũng thỉnh các ngài để qua một bên. Cái hàng thứ ba là tu sĩ như kẻ mắc nợ, rất là gì, đầy rẫy phiền não, không giới, không định, không tuệ ăn bám cửa phật uhm, ăn bám cửa phật sống lây lắc qua ngày à, mà xin thưa thì phần lớn à, phần lớn những người hoàng tục thì rơi vào cái thứ ba này tức là mình tu thì nó nản nản không muốn tu À, nhưng mà kéo thời gian đó kéo thời gian cũng không có phát triển giới định tuệ không tìm được uh, cái uh, sự hạnh phúc ở trong đời tu cho nên mình càng tu lâu mình càng mắc nợ nhiều mà khi mình hoàn tục ấy mình không được sự nâng đỡ của cái đức tam bảo cho nên lúc cái giờ đó nó vỡ nợ do đó nếu mà vị nào còn có cái phước thì vị đó còn nâng đỡ được thời gian nhưng mà nếu như mình thiếu phước mà thường là mình xài hết sạch phước đây thì mình sẽ rất là nghèo rất là khổ cho nên khi mình đã quyết định cái đời sống xuất gia thì mình phải xác nhận xác nhận cái cái sự nguy hiểm mà mình phải đối mặt cái nghề nào thì nó cũng có cái nguy hiểm thôi và cái tu sĩ cũng vậy nó phải có những rủi ro mà mình phải chấp nhận trong số đó là anh nên duy trì đời sống phạm hạnh cho đến cuối đời bởi vì nếu anh không làm được chuyện đó anh hoàn tục á, thì đời anh phải khổ và nếu như anh đã là một người đính bại trận thì đừng có đổ thừa cho người khác anh là người phải chịu trách nhiệm cho chính mình cho nên lời khuyên của sư ở đây tức là gì nếu mà sư nói với bà mẹ thì chính đứa con họ phải chịu trách nhiệm cho quyết định của họ không được đổ thừa, không có quyền đổ thừa, mà ngược lại, cái bổn phận của một người con, tức là phải chăm lo cho mẹ, phục vụ cho mẹ, ha? đúng với bổn phận của một người con. Còn cái sai là do mình uh, thành ra là đừng có đổ thừa. Còn nếu mà mình đổ thừa á thì thiên hạ nói mình cái chữ hiếu nó nó bị đi tới đi đu nó lạc mất rồi. mất cái chữ hiếu thì nó kẹt lắm. À, thành ra bà mẹ thì sẽ biết là mẹ nào cũng thương con. À, thì à, thôi mình sinh ra một cái đứa con mà nó nó rơi vào cái hoàn cảnh nó, nó thiếu cái nghị lực và nó thiếu cái sự tự chịu trách nhiệm ấy. thì sư chia sẻ thôi chứ biết sao giờ sư giờ chỉ có con nó bỏ cha mẹ chứ có cha mẹ nào bỏ con đâu hơn nữa thì cũng lớn tuổi rồi đời sống phải phụ thuộc vào cái người con con nó thương á thì mình đỡ khổ con nó không thương thì mình khổ và cái tình trạng này nó có ở rất là nhiều nơi à, cho nên thôi ráng cố gắng thôi ráng, ráng cố gắng và nhớ nếu như mà hiểu được thì thấy cái bản chất thế gian nó vốn dĩ là như vậy biết chán thì là tu đi để không có phải gặp những cái cảnh kéo nghe như vậy nữa chứ còn ở đời thì còn phải gặp những cảnh khổ tránh sao cho hết ừ, tránh sao cho hết à, ráng tu ráng tạo phước để sớm giải thoát ừ. à, dù nếu mà nhắm mà ít tự tin thì nguyện cái sơ quả thôi cho con mau mau chứng sơ quả để không phải gặp những cái tình trạng như thế này nữa bởi vì con nản lắm rồi nản cái cuộc đời này lắm rồi phật dạy thì mình không có chết không có không có chết nhưng mà nản nản sống trong cái tình trạng mà nản cho nên là mình lo mình vung bồi công đức mình lo mình tu phần mình đi còn con ấy, nó có hiếu được nó hiểu chuyện nó có hiếu được thì mình nhờ còn không có được thì mình phải lo cho mình thôi